Rồi, chào 500 anh em YouTuber nha. Thì bữa giờ anh em gọi mình là có thể mình không có nghe máy và có thể điện thoại tờ tí ti luôn ha. Thì là bữa nay là 28. Bữa nay là 28 Tết đúng không? Thì hồi bữa là 25, 26, 27, 28 có thể em trai ngồi đó. Có thể là các bạn gọi cho mình là điện thoại mình thuê bao. Bởi vì mình tắt điện thoại á, chứ không phải gì hết á. Bởi vì trong thời gian vừa qua á, là mình phục vụ cho anh em hết năm, là trong vòng 1 năm rồi, là cống hiến hết sức mình rồi. Thì đây là cái thời gian nghỉ của mình, cho nên là anh em khỏi gọi điện thoại hỏi về xe về gì đi. Cái này đang là thời gian thư giãn mà, đúng không? Không có ai mà ví dụ như các bạn đi công tác mà làm 1 năm trời, mà khi mà cái lịch nghỉ của mình tới lịch nghỉ mà đâu có ai mà muốn mà mấy ông sếp của mình hoặc mấy giám đốc rồi gọi bắt mình đi làm hay gì đâu. Thì giờ tay cũng vậy thôi. Thì quy 1 năm rồi, tại đã phục vụ anh em hết mình rồi. Thì đây là ngày nghỉ của mình, cho nên là cái điện thoại đập đá của mình và cái điện thoại iPhone đó mình ít cầm lắm. Điện thoại đập đá lúc nào mình cũng tắt nguồn á, cho nên là chắc chắn là anh em sẽ gọi không được. Đó, điện thoại đập đá thì lúc nào mình cũng tắt nguồn hết. Còn iPhone mình chỉnh để mình chỉnh chế độ máy bay, cho nên là đây cái iPhone mình cũng chỉnh chế độ máy bay. Và sẵn đây mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn luôn. Là ví dụ á, có nhiều bạn á nhắn tin hỏi á mà tại sao mình không trả lời là vậy. Bởi vì khi mà các bạn nhắn tin hỏi á thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi em trai tới đây. Ví dụ như là đó, những cái tin nhắn chờ của mình rất là nhiều ha. Đó, nhưng mà mình bóc đại vô từng cái tin nhắn thôi đây. Mình sẽ coi lý do là tại sao mình trả lời các bạn không được. Anh ơi, Exeter 150 xe dơn chỉ máy làm lại khoảng bao nhiêu về anh? Không phải em đọ giá mà để em chuẩn bị tiền qua Tết làm xe. Đó, ví dụ như câu hỏi này cũng có thể trả lời được nè. Bình thường là một cái xe là mình chỉ máy là 12 triệu đúng không? Đây mình sẽ ấy luôn, bình thường chỉ máy là 12 triệu. Nhưng mà cái lý do là ở đây nè, tại sao mà biết xe dơn, đúng không? Mình sẽ nhắn luôn, đứng ở sau đây nè em trai. Và nếu mà cái xe nó xe dơn gì á, nó sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề lắm, là công suất bắp hoặc là hư một số thứ mà nó sẽ tốn tiền nhiều hơn. Rồi nó sẽ có những câu hỏi mà mình sẽ không bao giờ mình trả lời được nữa nha. Đây nè, ví dụ anh có cùng mấy con Rim Thái muốn làm lại xe máy mới Rim Việt hết khoảng bao nhiêu nữa. Những cái này á, nó sẽ trừu tượng lắm, mình không bao giờ mình báo giá được. Em trai có thể ngồi yên đó, lấy một cái ghế ngồi vô đó không? Đây, mình lấy cho. Em trai cứ ngồi đó. Đây nè, dạ, em chào anh, em có cục máy Rim Thái muốn làm lên máy Rim Việt hết nhiêu tiền? Những cái này nó cũng khó trả lời lắm, bởi vì làm lên máy Rim Việt á, mà làm theo kiểu nào nữa, chỉ giữ lại một cái lốc số không? Hay là làm full cái máy Rim Việt, ví dụ như giữ lại lốc số không á thì nó đáp lên nó mắc tiền. Còn ví dụ như là mình tận dụng số đồ lại, mình xài lại á thì nó cũng đỡ nhiều, cho nên những câu này mình cũng không trả lời được. Thì ví dụ anh em muốn làm thử qua trực tiếp. Rồi, đó, em có chiếc ẹt 4 số 1S992, bây giờ dọn mới lại thì tầm bao nhiêu tiền? Thì những cái này mình chỉ báo giá qua lo đồ được thôi nha. Đó, còn ví dụ như nè, mấy ông này là mới sợ nhất nè, xe quay A bị như vậy muốn tư vấn là gửi clip qua rồi vậy nè. Gửi clip qua là chi? Gửi clip qua là để mình nghe tiếng máy rồi á. Mà nói thiệt với các bạn luôn á, là một cái xe khi mà tới tại tiệm sửa chưa chắc ăn được nữa, nói chi gửi clip qua vậy. Mình sợ nhất mấy ông mà làm gửi clip qua vậy nè. Thì qua năm sau anh em nào rút kinh nghiệm, những anh em nào mà làm tiệm tay á, làm ơn đừng gửi clip giùm cái. Cứ cần gì cứ qua thẳng tiệm là để mình sửa chữa luôn. Đó. Còn anh em nào mà muốn sửa chữa thì bắt đầu là mùng 7 Tết là mình mở điện thoại lại đó. Là mùng 8 rồi là mình sẽ bắt đầu mình làm. Là mùng 8, 8 giờ sáng mình khai trương là anh em cứ qua thẳng tiệm mình. Còn giờ là phải giờ phụ gia đình rồi nữa, phụ bà già sửa xe.
Đây. Này là phụ bà già rửa xe chứ không phải là sửa xe nha. Rửa xe Gara Bình Châu, địa chỉ là 504 đường 21 tháng 8 thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chuyên rửa xe 4 bánh, 2 bánh, thay nhớt, sửa chữa. Đó, full. Là này làng mình đó, đó, nguyên giấy xe đồ. Rồi quay qua đây góc đây đứng yên cái thôi. Rồi đi ra ăn sâu, quay ăn sâu cái thôi. À, hút bụi nè, dọn nội thất nè, đánh bóng xe nè. Rồi. Rồi quay qua đây em trai. Là cái gì cũng có hết nè. Ví dụ như là rửa xe du lịch mà rửa vàng hoài cũng có nè. Dọn nội thất nè, dán dán chống nắng nè, thay chống nắng đồ là đều có hết nè. Xe tải rửa cũng có luôn nè. Vậy thôi cho khỏi thắc mắc, tối là mấy quán nhậu luôn ha. Rồi. Thì đầu năm mới chúc anh em có nhiều sức khỏe. Luôn theo dõi kênh của Tây. Khi mà theo dõi kênh Tây Cuồng Điển thì nhớ bấm subscribe ủng hộ mình ha. Rồi chào 500 anh em YouTuber.